Gần đây thì sư cũng vừa mới nghe thôi, cái vụ mà cái cậu là có biệt danh là Mèo Béo à, cũng nổi tiếng rần rần ở trên mạng. Ở Trung Quốc thì nổi tiếng dữ lắm, qua Việt Nam mình thì nổi tiếng cũng vừa vừa thôi, đủ để thiên hạ họ tạo cái content để mà họ lên này nọ kia. À, sư biết là bởi vì có một số cái truyền thông và cũng như một số bạn thì cũng có nhắc tới. Thì nó có hai sự kiện. Một á là cái chuyện mà mình thương một người nào đó rồi mình nhịn ăn nhịn mặc thì mình cung phụng cho người ta. Rồi sau đó cái người ta đòi chia tay thì mình chịu không nổi, cái mình kết thúc cuộc đời của mình. Và cái thứ hai á là dân mạng thì họ nghe như vậy rồi ở Trung Quốc thì họ đổ xô tới để mà họ cúng, tại vì cái anh Mèo Béo này thì ảnh trước khi mà ảnh ra đi ảnh nói là bây giờ tôi không muốn ăn rau nữa mà tôi muốn ăn McDonald đó, thì họ mới mang ba cái McDonald họ mua tới họ cúng, chắc McDonald cũng vui lắm. Rồi Việt Nam mình nhiều vị cũng đu đeo theo đó, rồi có người thì mua McDonald thả xuống Hồ Gươm. Rồi có người thì thả xuống sông đó, đại loại vậy. Thì sư thấy sự kiện nó thú vị như vậy nè. Cái thứ nhất á, là mình nói cái chuyện, đương nhiên là cái người mất rồi thì mình không có đả kích người ta làm chi. Nhưng mà quý vị biết ở trong chú giải thì có những lý do mà khiến cho một người là đi tới làm vợ chồng của nhau. Thứ nhất á, là do cái luyến ái, và thứ hai là do mắc nợ, và thứ ba là do thù hận, do kẻ thù. Thì cái luyến ái thì dễ nói rồi, mắc nợ á, là cái trường hợp này nè, tức là bây giờ người ta đầu tư, chàng trai đầu tư cho cô gái nhiều quá thì đời này chưa kịp trả thì đời sau cũng phải làm vợ để mà trả, tức là không có thoát được. Cho nên cái này có thể nói là một cái an ủi á, là vô số kiếp luân hồi, nếu như có một kiếp nào đó trong tương lai thiệt là xa xăm mà cùng được làm người hoặc là làm cái loài vật mà có thể kết làm phu thê đó, thì cái cô này cổ sẽ có cơ hội để mà cổ trả nợ cho anh này. Nhưng mà tương lai xa dữ lắm, xa dữ lắm. Tại sao sư nói là xa? Bởi vì á, khi mà mình mất thân người này rồi, không biết chừng nào mới mang lại được lập thân người. Như là cái con rùa mù mà nó đội trúng cái tấm ván, cái lỗ trong tấm ván, không biết chừng nào mới được sanh làm người. Mà anh này đã như vậy thì cái cô này cũng như vậy. Chờ tới hồi mà cô này mà cổ mệnh chung rồi, cổ đi tái sanh rồi, cổ sanh được làm người, mà anh này cũng sanh được làm người, mà hai con người này gặp được nhau á, cái cơ hội nó xa xăm dữ lắm, gì biết không? Nhưng mà đương nhiên nếu như gặp được nhau thì cô này sẽ có cái bổn phận, cái nghĩa vụ là trả nợ cho anh này. Nhưng mà xa dữ lắm. Giống như mình nói là nợ dai chứ không có quỵt ai, tức là mình nợ dai thôi chứ không có quỵt. Thì chờ như vậy thì phải xem xét coi có đáng để chờ hay là không. Và cái nữa là còn cái mạng sống, còn sống là tốt nhất. Tại vì sao? Vì còn sống mình còn có thể đóng góp được, đóng góp cho xã hội và cho chính mình. Mình còn có thể lo cho mình, còn có thể lo cho gia đình của mình. Và hơn hết mình còn có thể làm các cái thiện pháp. Cho nên không có gì quý hơn cái chuyện là mình được sống, mà đặc biệt là sống là một con người. Thành ra cái chuyện mà mình vì tình mà mình nghĩ không ra đó, thật sự mà nói nó không có nên. Tại vì sư biết là có rất nhiều người, có rất nhiều người muốn kết thúc cuộc đời mình mà vì tình đó, mà họ vì nhiều nguyên nhân họ còn sống. Thì đương nhiên cái người chết rồi thì mình không phỏng vấn được, nhưng mà những người còn sống
thì sau nhiều năm, nhiều năm ở đây có khi lên tới hàng chục năm, họ nghĩ lại cái chuyện xưa, họ thấy nó buồn cười. Và thật sự họ nghĩ là cũng hên là mình chưa có đi, chứ còn vì cái ngữ đó, họ nói như ngoài Bắc là vì cái ngữ đó mà mình chết thì nó uổng. Ừ. Chẳng qua là thời điểm đó mình nghĩ không ra thôi. Chứ còn nếu như chịu khó thì thời gian sau mình nghĩ sẽ thấy nó không đáng. Rồi. Thì đó là xong ha, xong cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là cái chuyện mà mình đổ nhau để mà mình cúng cho một người vì cái sự thương cảm hoặc vì lý do nào đó, thì thật sự mà nói, nó vì cái thiện chí. Nó là thiện chí, nó không có phải là ác ý. Nó là thiện chí thì mình phải ghi nhận. Tuy nhiên, mỗi một chúng sanh á, họ có cái đồ ăn khác nhau nha. Mà mình không biết, mình cứ cúng như vậy thì đâu có ai đâu mà hưởng. Thí dụ như bây giờ mình đem cái mớ mà McDonald's mà rồi mình đem ra mình thả ở ngoài sông, ngoài hồ như vậy á, thì sư không chắc là con cá nó chịu ăn nha. Mà cá nó không ăn mà đổ đồ ăn xuống đó, nó chỉ làm ô nhiễm thêm cho cái môi trường thôi. Hay là mình mấy vị mà ở Trung Quốc thì để đó thì nó uổng. Tại vì để đó rồi cái đồ cúng nó đâu có ai ăn đâu. Mà thường đồ cúng không ăn rồi mình bỏ uổng thì nó lãng phí thực phẩm đi. Trong khi đó chúng sanh á, sau khi mất thì họ hưởng cái phước. Thành ra cái cách tốt nhất á, nếu như mà mình nghe anh nói là thôi giờ tôi không muốn ăn rau nữa, tôi muốn ăn McDonald's, đúng không? Thôi bây giờ mua cái McDonald's đó, mình mua rồi đem về cho ba má mình ăn. Nếu mà ba má còn răng, còn không còn thì mình cho họ hàng bà con mình ăn, hoặc là mình cho cái người nghèo ăn, hoặc cái người nào mà mình thấy mình muốn cúng cho ăn thì mình cứ cho họ ăn. Rồi sau đó mình đem cái phước bố thí cúng dường đó, mình đem mình hồi hướng cho người mất thì nó hiệu quả. Mặc dù cái thức ăn nhanh không phải là đồ ăn lành mạnh, nhưng nếu như trong trường hợp mình muốn thì mình có thể làm như thế. Và thật sự mà nói, mỗi chúng sanh á, ở cái giai đoạn khác nhau thì họ sẽ có cái sở thích khác nhau. Mặc dù á, cái lúc mà trước khi cái anh mèo béo này ảnh mất, ảnh nói ảnh khoái ăn McDonald's, chứ chắc gì ảnh tái sanh rồi ảnh vẫn còn khoái cái món đó. Chắc gì. Cho nên là thôi, đồ ăn gì cũng được, mình đem mình bố thí cúng dường. Ví dụ như là mình đem cho ba mẹ của mình, nấu cho ba má bữa ăn ngon chẳng hạn, hoặc là cho những người thân quen, hoặc là cho ai đó mà mình thấy phù hợp, rồi sau đó mình hồi hướng phước, thì như thế nó vừa hợp với lẽ đời, nó cũng hợp với lẽ đạo, cũng không có lãng phí đồ ăn. Chứ còn đem ba cái McDonald's đó đổ xuống sông, xuống ao thì sư thấy tội nghiệp cho con cá, tội nghiệp cho bên đô thị thì họ phải dọn dẹp cho mình, thì cũng tội nghiệp cho họ. Thì đó là cái chia sẻ, coi như một cái bonus nhỏ trước khi kết thúc cái bài học ngày hôm nay ha.